Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi Hôm nay Bonsai Quý Khôi chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn một chủ đề Đấy là làm sao để chúng ta có thể Từ những cái phôi ban đầu chúng ta định hình được Cái cốt rồi Và chúng ta chọn được cái mầm Và định hình phần ngọn Sao cho hợp lý và Đẹp nhất Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem nhé Thì hôm nay mình có chỉnh sửa một số cây và mình sẽ làm luôn một clip để chia sẻ đến tất cả quý vị cùng các bạn thì đây là một cái si hai thân đấy, cách đây một năm quý vị có thể thấy và hiện tại đấy thì mình đã nuôi được nối nhịp đường thân cổ ngọn và những cái chi cành cần thiết để uh, tạo tác đấy thì uh, đầu tiên nó chưa có những cái chi này này đây là quý vị này đấy thì bây giờ đã có hết rồi các cái cút ban đầu thì có khoảng độ một hai cái cút đấy thì phần cổ ngọn này sau này mình sẽ phải diễn làm sao cho nó điệu đà để nó đuổi theo và đấy hai thân đuổi nhau quý vị có thể thấy uh, đường thân nó sẽ lắc Đấy, có cắt giật nhưng mà vẫn phải có những cái đường chuyển bằng cách níu kéo dùng những dây để chúng ta uốn làm sao cho nó điệu đà còn đây là định hướng thôi nhé còn để mà làm được một cái cổ ngọn đẹp ấy thì có phải mất rất là nhiều thời gian chứ không phải là trong vòng một hai năm mà chúng ta có thể hoàn thiện được luôn tại vì là cái phần cổ ngọn là cái phần rất là quan trọng như cái video hôm trước mình có phân tích với quý vị và các bạn ấy. đấy với một cây cao chỉ hơn hơn một găng tay đấy thì chúng ta phải làm rất là tỉ mỉ và chi tiết với dòng si thì mình vẫn khuyên quý vị và các bạn cắt dài ra một chút sau đó khi mà cây lên mầm thì chúng ta sẽ cắt thu lại sau phôi thứ hai là một phôi trực núi tàn tự nhiên đây là cái mầm của ngọn này lúc trước là chưa có này đấy thì mình có nuôi mầm to lên và mình cắt hiện tại cái cổ ngọn này nó vẫn đang bé đấy và vẫn còn tiếp tục phải định hình nuôi to thêm và chọn những cái mầm đây là những cái chi cành phía dưới đấy thì quý vị có thể thấy cành mình xây dựng là cành vòng quanh thân và cắt rất rụt rịt cũng không cần phải to quá đâu nhưng mà làm sao để cho nó hài hòa vẫn phải có một cái bố cục cho cây thì đây cây này vẫn đang đang tạo tác và vẫn là phôi rất là tiếc mình không có hình ảnh ban đầu không 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 lâu quá đó, không còn lưu giữ nữa thì hồi đấy cây gần chưa có cái mầm của ngọn kia thì mình dựng được là cái mầm của ngọn hãy tiếp đến là một phôi xi si nhiều đầu đây này năm 2020 này quý vị này gần như chưa có gì đến năm nay là mình đã diễn được cái đầu nó ra thứ hai nữa là, là chọn được cái cổ ngọn đầu tiên là mình năm ngoái thì mình dự kiến là lấy cái chỗ này Đấy, tuy nhiên là không hợp lý lắm mình chuyển sang bên này đây đó thì nó sẽ là tâm của cây còn cái đầu này này sau này nó sẽ dài ra mình sẽ diễn chạy dài ra đấy uốn lượn mà có thêm những cái chiếc dễ buông thẳng chạy theo bên này cũng thế này đấy thì để cây nó sẽ trường cây hơn và nó sẽ có cái độ cổ thụ hơn thì nó có cái cái đầu nó lan trên mặt đất đó thì đây là cái định hướng để mình chúng ta có thể chọn mầm chọn cổ ngọn làm sao cho nó hợp lý nhất đấy thì ngoài ra các cái mầm mà thừa ấy, thì mình đã có clip để gửi đến quý vị và các bạn rồi thì chúng ta kích bệ nuôi cho nó nu thân đây các cái đầu mà các cái đầu ra thì chúng ta cố gắng nuôi làm sao để chúng ta nuôi thật tốt để cho nó nhanh mập mạp mà nó cân cân đối thì chúng ta cắt chính xác dễ thừa này tạm thời để sau này chúng ta cắt đấy thì chúng ta nuôi mà đúng phương pháp thì nó sẽ rất là nhanh đẹp thôi Nhưng cái phôi này hầu hết là mình nuôi tầm độ năm hơn một năm là nó đã định hình được hòm hòm rồi đấy và gửi đến tất cả quý vị và các bạn một phôi tiếp theo đây một phôi xanh năm thân dáng tự nhiên ở trên hòn đá đấy thì năm 2020 mình vẫn để cái cổ ngọn nó rất là cao vì 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 cái thân chủ này nó bé nhất năm này nó chỉ bé bằng phần 3 những cái thân kia thôi. Bây giờ nó đã to bằng đuổi kịp những cái thân xung quanh rồi. Đấy. Thì mình đã cắt là mình chờ mầm. Đấy lúc chưa nó cao tí lên trên này. Đấy mình cắt để mình chờ mầm. cái mầm đẹp nhất mình sẽ lấy làm cổ ngọn để nối nhịp lên tiếp theo. Thì cây này hiện tại nó đang hơi bị ngả ra đằng sau. Đấy hòn đá nó nặng thế là cái đất mình cho vào thùng xốp là nó cái nghiêng nghiêng dần về đằng sau thôi không sao cả khoảng độ à... sáng năm Thì mà cái ngọn này nó mòm thì mình sẽ là chuyển ra chậu đẹp để chơi Đấy. ngọn nó sẽ cao tầm tầm này có thể là cắt giật xuống nữa chứ không phải là để nguyên như này đâu Đấy, làm sao để cho nó bố cục nó hài hòa nó hợp lý nhất tự nhiên này thì mình chơi cái này theo phong cách nhà con sai tàn thiên nhiên cổ thụ thu nhỏ trên đá Đấy, chi cành nó không có một cái chuẩn chỉ nào cả mà nó sẽ chia ra một cái bóng làm sao để hài hòa cổ thụ đẹp nhất đó thì hôm nay mình xin phép kết thúc video tại đây Đấy, hy vọng là với những chia sẻ của mình thì quý vị và các bạn sẽ có những cái kênh thông tin để chúng ta có thể làm đẹp hơn cho những phôi của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị cùng các bạn. Xin chào